mình thấy ít nhất là 80 năm hãng vào nó bắt đầu bè nó đang cụp như kia nó bẻ Đấy, nó bẻ như kia thì mình thấy một thôi cho đúng một điểm tp một điểm l chưa cần phải chia vô làm gì là cho mọi người chia vô không nhỉ từ 81.5 lên đến điểm này là 82 825 có thể chia vô như mọi khi nó sẽ ngon hơn đúng không cho hẳn từ 81 đi tham đã chia vô thì từ 81 luôn 20 pip nha vẫn biên độ 20 pip L85 L có 20 pip rồi quả này là kèo hơi rủi ro đấy L85 thì sợ nó cắn nó sập à, nó vút lên nó cắn vào phát xem M5 nào M5 có vẻ không thơm lắm bởi vì nếu như đúng nó chọc lên cái đường kênh này thì M5 nó nó phải lên 83 thật. Thôi cứ vào 50% vol liều ăn nhiều rồi, SL 85 cho đấy chắc nhỉ. Mua xem có mua được không? Có thể là nó không xuống đến 76 đâu, có khi từ 79 thôi thì mua liều SL 10 10 pip thôi thì mua lên. Đó. Lại mua trên cái đường band này này mua lên cái đường kênh next này cũng được. Tí nữa nếu mà nó xuống đây này. Mua lên trên này. Nếu là ăn biên độ ngắn thôi ấy. Chứ không phải biên độ dài đâu. Nó gãy qua cái đường kênh bên giữa này thì nó mới lên đẹp. Thì nó mới xuống đẹp được. Cái nếu mà mua thì có thể đánh theo cái kiểu như này. Để xem là bài ngắn nha cứ bình tĩnh mà run đào có anh em nào lên tàu chưa đây chắc nhộn lên tàu ngay lập tức nha coi nhìn lấy lại nước pháp hay là lại mất thêm cái ép fan thì chết dở không? không biết lấy lại nước pháp hay là mất thêm cái tháp ép fan thì chết dở chắc đặt SL2485 cắn rồi cắn là bỏ luôn mới chắc vào được ở 2 ở 82.03 nhé em 2 82.03 30 pip có anh em nào lên tàu chưa hay là sợ ngồi in đấy đây này, dô rồi dô luôn này. SL85 nhá chuẩn đét cắn thôi không? chấp nhận để chiến có thể tí nữa ấy, mình phải quan sát xem cái vùng 79 biết đâu được nó chỉ xuống đến 79 thôi thì sao thì lúc đấy chúng ta té cũng được từ 82 xuống 79 mới được về cái đấy này lại thì là cũng được rồi té. thì chốt kèo bởi vì m1 ấy, nó đi như thế này thì nó chưa sập được nó chưa xuống được vẫn còn tăng xuống đấy thì có thể là mua sl tầm 10 pip rồi thì mua lên dù sao là 20 pip, 30 pip đối với vàng nó còn chạy nhanh hơn ngoại tệ rất là nhiều. luận lờ thứ tí xem mấy cặp ngoại tệ ra nào. Sáng nay chắc thấy EU nó có một cái vùng tạo đỉnh của H1. Đây này. Đây vùng tạo đỉnh của H1 này. Còn EU nó loanh quanh ở cái biên độ vùng 1.09. 1.090 đây này quay mốc này lẻ khoảng 5-6 pip rồi đấy. có thể là có thể là tìm một kèo bán lướt được mua thì về bên giữa này chúng ta mới mua nhé ít nhất là về bên giữa của H1 này tức là hỗ trợ động ấy thì mới mua Tùng sell lại ở 82.10 à. Đó, đi nhỏ nhỏ thôi sợ gì đâu quánh to thì mới sợ đứt dép thì chứ còn đánh nhỏ sợ cái gì đâu mà có nhận đánh nhỏ nhỏ thì các bạn có thể giải lệnh được hôm qua cái kèo BTC mà Richard chắc phân tích buổi sáng là các anh em mà vào theo khung M15 có thể bán luôn xuống được công nhận cái kèo này nó sập ác chiến thật BTC cơ còn BTC ngày hôm qua ấy. đây này cú mà đi chát phân tích cái nhịp này, này. có mấy cây M15 ấy mà nó sập mút chỉ luôn rồi hôm nay thì BTC lại canh mua lên chứ không phải bán nha sáng đi chắc làm video khá kỹ rồi đấy. canh mua lên đấy, con vàng đang xanh rồi xanh cỏ rồi <laughs> vàng đang xanh cỏ rồi lướt là lướt lướt sóng thì chân chúng ta phải dài chạy cũng phải nhanh mà và đặc biệt là không cố chấp dương rồi những anh em nào lên tàu thấy dương chưa đạp nó xuống mạnh mẽ đi tí mình đang kỳ vọng là nó đẩy đỉnh lên như này á Xong là hôm nay nó sẽ có, có một cái cú vả sấp mặt quay trở lại cái vùng 4X hoặc 5X. Bây giờ là vùng 8X rồi đúng không? Tức là xuống khoảng 300 pip. Sau thanh khoản, à, sau khi thanh khoản đấy, cái đỉnh cũ ấy, nó đạp cho phát. Bắt được con sóng đấy thì khá là ngon luôn đấy. Tức là nó xả phát đấy. Gọi là trong chơi đinh người ta gọi là retest đúng không? Retest lại cái điểm nó đã phá vỡ. Làm như thế thôi mà ăn nhịp đấy là ngon rồi nếu mà sơi được cái nhịp đấy đã sướng <laughs> được kéo đó thơm cả tháng à <laughs> xịt thì sl nó lo rồi đúng không sl chúng ta chấp nhận một cái sl bao nhiêu pip hay bao nhiêu phần trăm đấy là chấp nhận chấp nhận rồi nhưng mà ăn được những cái kèo mà target lớn như thế là ngon vừa rồi uh, Richard cho mọi người bảo là cái điểm mua đẹp nhất là vùng 2350 2355 không à, có người bảo sao Richard không cho giữ nó lên đến 2450 mà mình mà đoán được như thế thì quá bằng thánh gióng à đúng không ạ ăn được mấy trăm pip bốn năm trăm pip là thơm lắm rồi muốn gì nữa lại còn đúng là được voi thì để đòi tiên mọi người công nhận không cái lúc mà mình cho mua cái nhịp thứ hai là mua năm mươi năm hai mua nó test lần thứ hai nhiều người còn sợ đứt cả dép nữa rồi bảo là nó tăng một cây m 15 thì vào ng lại sợ có khi còn chẳng vào ăn được lãi một mẩu đã chạy đứt dép thì còn đòi gồng lên được tận đến hai nghìn bốn trăm năm mươi quá bằng là thánh gióng mình là thánh gióng thì, thì, không bao giờ nhận được rồi còn các bạn ấy mà gồng được như thế thì mình gọi là thánh gióng thật thực ra không phải ai cũng gồng được như thế đâu chấm người mới có một hai người có thể gồng dài hoặc là bận cái việc gì đấy không phải ngồi tay máy với, với với, tài khoản ấy ông chơi chẳng vứt đấy thì mở ra ôi vàng tăng rồi hoặc là quyết định gồng hết tháng chẳng hạn thì còn ăn được chứ còn mấy bạn mà vào tái máy xong lại không chia vôn ra một hai ba tài khoản để chơi tài khoản lướt với tài khoản đánh dài như nhau còn lâu mới đánh được cái lúc mà mình bảo là gom mùa 2.300 ngay đầu tháng 6 2.300 À, đến 2380 nó lên được có vài chục giá thôi đã chạy hết rồi còn đâu nữa mà là không giữ được lâu đâu nên cuối cùng là sợ cap hay gọi là đợt chơi đinh theo ngày theo tuần thôi mà ăn được đều là tốt lắm rồi mà đa phần thị trường sẽ chơi đinh như thế là đa phần đấy là gồng vài ngày đến vài tuần là cao rồi một hai tuần là cao rồi chứ còn nếu bảo mấy ông mà bảo gồng đến mấy tháng hoặc là như thế thì mấy ông thả khả năng rất cao là mấy ông kẹt lệnh thì nhiều hoặc là phải bận công việc khác hiểu ông vào có kế hoạch xong đó là chơi chung đến dài hạn vứt đấy thì còn được chỉ còn một cái tài khoản thôi mà bảo là hôm nay mở ra cứ để cái lệnh thì nó lãi cũng khó chịu âm cũng khó chịu <laughs> nó tra tấn cảm xúc Mọi người có công nhận là những cái lúc mà mà các bạn gồng dương xong nó cứ quay đi quay lại uống có tra tấn cảm xúc không? Tra tấn quá ấy. đang lãi vui rủ nó lại mất lãi rồi. Đấy, bây giờ bắt đầu cá mập để bơi đầu bơi vào rồi kìa. À, nghe nghe theo Richard chat là bán xuống phát là cá mập bơi vào rồi. Mình bán được 10 pip rồi. 10 pip rồi. 0.05 lót được có 10 pip còi 50 đô 60 70 đô rồi anh nhanh phết nhỉ à. kèo cá nhân mình đánh thì lúc nãy SL không tính nhá bởi vì đã khoe cho cả nhà là nhìn thấy SL rồi đúng không Nhưng mà kèo đánh cho mọi người thì ăn là ăn thôi SL chúng ta làm lại chứ đừng có bảo là SL xong cây cú đó làm gì Nhưng mà hôm qua đúng là rất tiếc cái kèo mà bán ở 39 đến 42 Có người không đặt SL thì ăn Nhưng mà đến có thể là 6-70% là mọi người tuân thủ SL thì cắn không? Cắn L, Kèo đấy fail mà nó sập chấm bị hơn trăm pip luôn về đúng bằng ngưỡng 30 29x là nó nó mới tăng trở lại. Mọi người hôm qua có thấy tiếc kèo đấy không? Có ai ăn được cái kèo đấy hoặc buông SL không? <laughs> xuống <laughs> chưa bật m một lên nhìn cho nó sướng mọi người ạ này bật m một lên nhìn cho nó thấy là nó xuống sướng, sướng. nếu như mà TP mà mọi người chốt gần nha thì có thể chốt ở 79 đây này đấy, chắc làm 30 pip đây cái đáy này hiểu không? nó phá cái điểm này nó hồi lên đánh tiếp Rồi ăn từng nhịp một thôi buông sl không đặt TP30 xong phải chốt tay ở ba thế là bạn lại gọi là may mắn đấy gọi là may mắn đấy may mắn là ăn được kèo thơm đấy đấy đôi khi là chúng ta quản trị vốn thì phải chấp nhận rủi ro là nó cắn xong nó đi đúng hướng nhưng nó sẽ bảo vệ được cho chúng ta những cái lúc mà bão như ví dụ như ngày hôm qua các bạn nào mà bán chắc có cho mọi người một cái kèo Uh, bán SL55 đúng không? Có một cái kèo bán SL55. Nếu như các bạn mà không đặt SL đấy thì có phải là ra đảo không? Đúng không? Nhưng mà SL rồi chúng ta còn ở những cái những ngày mà thắng thì chúng ta phải bù lại chứ. Rồi mình sẽ có những cái kèo giả sử như chúng ta bị SL xong thì có những cái kèo khác chúng ta lấy lại sau. Nhưng mà gồng ấy, nếu như nó quay lại luôn Hoặc quay lại sớm thì không sao Nó làm cho tháng không quay lại Thì đồng nghĩa việc chúng ta một tháng ngồi mút tay nhìn thị trường Chả đánh đấm gì được Có cơ hội cũng cũng, cũng ngồi im Không dám đánh nữa Không mua, không sell gì hết Không mua, không bán gì hết Là Lúc kẹt lệnh ấy sắp nó phi xuống phát tí tp giờ mà nhìn thấy cái vạch của đi chat đánh 7 nếu như mà về được 79 là có 30 pip nhá té không nó có cái hỗ trợ ở đây này đến lúc đấy nó hồi lại khả năng chúng ta lại bán được một vòng nữa cứ bình tĩnh cái... <laughs> chứng tỏ là những cái vùng mà line với cái vùng giá mà đi chat kẻ đưa ra cho mọi người phân tích theo technical ấy, nó rất là chính xác luôn cái này nó tổng hợp từ các cái cấu trúc phân tích sóng của thị trường bây giờ có người thì bảo là đi theo phương pháp SMC có người thì bảo quay cốc có người thì bảo là nhân quả vân vân tất cả các phương pháp đấy thì nó đều là phân tích về kỹ thuật thế nhưng ẩn chứa trong đó chúng ta thấy là hầu hết nó tổng hợp từ ngưỡng tâm lý hết chứ còn cái volume ấy volume của thị trường các bạn bật lên một cái thanh công cụ về volume ấy nhìn thấy nó mọc cao nói thẳng luôn mình bách test rồi bách test đi bách test lẹ rồi các bạn dám cái ngồi đây bách test với mình là volume như này volume. thì bán volume như này thì mua sẽ thấy một cái tỷ lệ là chết ngoẻo hơi nhiều luôn cứ bảo vô này là như thế này là sẽ bán xuống hoặc là mua lên cuối cùng chết đấy các bạn cứ bách test đi mới thấy yeah. bán là 65 vẫn còn lệnh Ngày hôm nay bán tiếp chứ làm nào gọi là đâm lao thì phải theo lao mình còn đang bán 4 đám vẫn giữ kìa. Nhưng mà đấy là bán trung hạn. Còn nếu mà Hương Vũ mà đã bán lướt sóng thì hôm nay nếu như có một cây M15 hay 30 đảo chiều gõ tiếp cho nó cái nữa trung bình giá mà về. 65 75 85 có 20 giá thì nó xuống có 10 giá thôi là là hòa vốn té ra rồi. Không cần phải gồng ôm lâu lắm gì. sáu năm nó về 75 thôi là đã ra được lệnh rồi ví dụ như bán ở 8 x như này về 75 thôi là đã ra được hết rồi đúng không cỡ lâu nó đi vào tìm điểm đẹp nó đánh còn nếu mà vốn khỏe thì thoải mái không phải lâu à vốn khỏe nhưng mà phải đánh quản lý vốn cơ quản trị cái phần trăm rủi ro ấy tức là đánh vốn nó vừa phải thôi chứ còn vốn lớn mà quất full margin hay tất tay thì cơ mà nó đi cho 10 20 giá là các bạn đóng bìm luôn sợ luôn nào sắp có tp đến nơi rồi mọi người cổ vũ cho nó cắn tp cái nào tp của chat mọi người nhìn đây là 150 u đúng không 150.5 đô này 31 pip 30 lẻ 1 pip dúi cho cái nữa giờ mà tp nha sổi rồi xong phim xong con ong vừa bảo tp nhá cái tp rồi thôi không chơi với nó nữa chờ Hai. gọi là mang tiền về cho vợ xong nhá các bạn thấy ngọt ngào không Mình sợ gì cuộc chơi đâu nó đi theo khung nào cũng có thể chơi được đánh theo khung nào cũng được các bạn cứ đọc được đúng hành vi giá theo phương pháp projection hoặc theo cái phương pháp mà gọi là projection đấy nhưng thực ra là không hẳn là projection đâu nhá mà đấy chat đã chia sẻ cho mọi người là đánh được thì bây giờ nó phá đúng là nó đi chat nói là nó phá cái điểm này thì nó vòng lên chúng ta đánh cơ hội đánh xuống tiếp đúng không? Cứ từ từ nhá. TP cho anh em. Comment cho thấy xem nào. Tài khoản 19k đánh của 0.3 mũi không phải xoắn. Thế mà lúc nãy không nói sớm thì chat bảo làm cho phát 0.5 lót ở kia. <laughs> TP. Ngon đúng không? Đây, những anh em nào TP comment lên xem nào để nhìn thấy cả nhà nhìn thấy luôn nhá. trẻ rồi đúng không? Đấy, những anh em nào TP comment lên để thấy, lấy động lực buổi sáng chúng ta phải có cà phê rồi đã. 30 pip không phải là TP à? Đánh hai vòng, tùng <laughs> Tùng đánh hai vòng. Bây giờ nhá. TP rồi ngồi đây chờ tí đi. Nào, quay lại cái điểm này. Limit ở 81. Chấm mấy đây nhỉ? 81.2 đi. Đây là vòng 1 rồi đúng không? Xeo lại ở 2481.2. Vòng 2 nhá. vẫn L như thế và TP rồi nó xong cái cấu trúc này rồi thì đi chat mới tìm nữa mọi người là cái điểm TP nếu như xeo vòng 2 Ui, nó về 70 thì xa, xa tim nhờ 70 thì tham quá thôi được rồi thế thì nó về điểm 74 đây chúng ta lướt sóng mà mọi khi mình toàn cho mọi người ăn không phải là lướt sóng bình thường nó toàn ăn tham thôi TP2474 Ok nha vòng 2 nha Vòng 1 làm ăn 30 pip rồi Nếu như vòng 2 mà được nữa thì chúng ta có khoảng 60 pip nữa là gần 100 pip lúc giật lúc buổi sáng thì là quá thích, quá thơm rồi được không? Giật lúc buổi sáng thì là quá thơm rồi <laughs> <laughs> TP xong chờ hồi nhé, chờ hồi đánh tiếp, cứ từ từ đừng có vội vàng gì cả. đúng là đi chat bảo về đấy là nó nó phá cái điểm này xong rồi nó hồi đúng không chờ nhá nói nó hồi nó sẽ hồi cứ bình tĩnh đi mình không phải là nhiều bạn bảo sao mà nhiều lúc mà phân tích từng cái hành vi giá nó chuẩn như thế nó không phải là mình chả phải thánh tiếc gì hết đâu các bạn chỉ là quen với cái phương pháp mà đọc hành vi giá rồi ấy, thì dù khung giờ nào cũng được thì cái xác suất nó cho chúng ta nếu chúng ta luyện nhiều ấy thực chiến thực hành nhiều thì nó xác suất nó thành công nó cao thôi, xác yeah, suất thành công nó và tỷ lệ win chiến thắng nó rất là cao thôi, có vậy thôi, cái gì thì cũng thế thôi. Chứ còn chúng ta bảo chúng ta không có thể dự đoán giá hay cái đó kia thì cũng đúng là không thể dự đoán giá nhưng mà có một cái tỷ suất để dự đoán thì nó là chúng ta phải luyện, phải khổ luyện, phải học hết, chứ không phải chúng ta là cố à, cứ đổi tội cho là mình không phải là người dẫn dắt thị trường hay là không phải là người gì cả. Tất cả những cái video mình phân tích cũng chỉ là dựa trên những cái gì mà mình đúc rút kinh nghiệm và cũng phải học chứ không phải là tự dưng mà mình nói phép được you know? dù nó có tỷ lệ đúng tỷ lệ sai đi chăng nữa còn nếu mà thấy tỷ lệ đúng nó nhiều hơn thì mình cứ đi theo thôi mình à mình còn đây đúng hướng chẳng hạn mình đi theo cái hướng của bản thân mình chứ chả có phải là photocopy của ai được cái vì thị trường này chả photocopy của ai được cả. Bởi vì nếu như mình photo được thì chắc chắn là tỷ lệ chết sẽ như nhau. Từ từ nào, nó đừng có xuống luôn mà nó lên đón anh em cái nhỉ. 9 giờ 31 à, để đi chat nhìn nhận khung giờ khác nha. 9 giờ 31 thế này thì khả năng nó đâm xuống bên giữa rồi nó mới hồi cơ. Nào M15 thì một cây nến đảo chiều khá là đẹp rồi, chúng ta vẫn chờ đợi được nói chung là kiên nhẫn một chút đi nếu lỡ cái đò này mà nó, nó xuống luôn xong nó mới hồi thì không sao vẫn còn cơ hội nha nó đi nó muốn xuống thì nữa nó vẫn cứ bình thường không nhìn m năm ghét nhỉ nhìn m năm này là nó muốn đâm bên giữa rồi thôi kệ nó vừa ăn xong phải chờ chờ xíu chúng ta mới có vòng 2 có thể tí nữa 81.2 là cái điểm mình cho điểm tối ưu chẳng hạn nhưng mà chúng ta có thể 81 chúng ta chia vôn vào nhìn cái quả mà lúc bị SL xong rồi nó mới xuống mới cay ấy. bảo sao lúc đấy chúng ta vội vàng mình lúc đấy mình đặt SL là vì cái lệnh lãi bán ở 7x ấy, nó được khoảng 4 50 pip mình không ra nhưng mà mình ngồi thêm một lệnh nữa rồi nên phải đặt SL cắn thì mình làm lại được chứ còn mãi mải up video, mải làm youtube, mải zoom, xong quay ra nó đi tận đầu tận đâu thì có mà chết đã bao nhiêu lần chết vì lơ là cái kiểu đấy mà. cho nên là sau mỗi lần thất bại là mình khôn ra một tí các bạn ạ thêm một bài học là mất tiền ngu ấy thì chúng ta phải khôn ra một tí À, kìa đúng là nó đâm xuống bên bên giữa rồi lâm xuống bên giữa rồi chơi ạ à. Úi rồi ơi <laughs> phí củi nhờ <laughs> tiếc nhỉ <laughs> nó xuống 76 năm rồi điên đồng chí lại thêm 25 pip nữa 30 pip nữa à... bây giờ nhá nó hồi lên xong chúng ta xeo xuống cái kèo này đi chắc chia sẻ mà có thể là sẽ làm một cái kèo thơm này anh em có thích kèo thơm không xịt thì là kèo thối <laughs> mấy chục người trong đây đi chắc trả thấy tương tác gì ạ à? nào thấy hết thơm thì comment cho cái có, có ăn muốn ăn kèo thơm không lấy năng lượng để chúng ta được cùng được hưởng kèo thơm luôn cái như này <laughs> <Lều> ăn nhiều <laughs> bây giờ, mấy chục người mà chả thấy tương tác ăn cũng không thấy gì mà xịt cũng không thấy gì bây giờ là chia sẻ một cái kèo để cho chúng ta lấy năng lượng là khả năng win hết đi hôm nay nhá chả thấy comment mấy của hai ba người thôi chả chia sẻ là kệ cái... <laughs> tí nữa đánh thôi nha tí nữa đánh nào đánh rồi năng lượng thấp quá bây giờ nó xuống xem nó có rút dâu lên không cái à, cái lúc nãy nó lên nó đang phi vù vù lên 80 82 mình nói thật luôn là nhiều người sẽ bảo cái thằng này nó điên đáng lên cho bán làm gì đã bảo rồi quan trọng của chúng ta chính là bán ở đâu bán khi nào thôi và quản trị vốn ra sao thôi chỉ còn nó lên nó vẫn có xuống và nó xuống thì nó vẫn có những cái nhịp lên cho nên nhịp nào mà chúng ta ăn được là được đánh như thế nào để nó hiệu quả chứ đừng có bảo nhiều người bảo nó lên cuối cùng mua vẫn bị SL mua vẫn cháy tài khoản bình thường các bạn công nhận không nó không quan trọng là lên hay xuống quan trọng là bạn kiếm được tiền hay không cho nên không kiếm được tiền thì các bạn có nhận định đúng với chăng nữa mà không kiếm được tiền thì cũng bằng thừa chả giải quyết vấn đề gì cũng mình đã gọi là chơi định mõm thơm cho an in <laughs> à, kèo thơm thì ai cũng thích đúng không có thôi đoạn này thì nó lại đâm thẳng đi thủng rồi Đấy, cái lúc chó bán thì nhiều người có khi còn sợ mất cả dép ra hơi tiếc nhỉ hơi tiếc nhỉ lúc nãy chị hương mà comment sớm lên thì chắc đã cho mọi người cho đánh cái khối lượng 0.5 hoặc gấp đôi cái số 0.3 lúc nãy rồi cái quản 20k mà đi phát này rồi bây giờ về bờ đến nơi rồi lại ra là đằng khác ui ui rồi ôi Trời ơi đây người ta gọi là sau thanh khoản là cụ tụt đấy bình ừ, tĩnh thế là vừa xong nó cũng tụt được 40 là đi 60 pip rồi hơn 60 pip rồi cụt tụt về tới cái tp hai rồi mà đi chat lúc nãy bảo vòng hai này này <laughs> thế này thì thì, thì có ai ai dám bắt dao rơi không Là bắt mua nhá nào bây giờ nó tụt rồi mà lỡ kèo ơi, có dám mua lại không nào không nào dám mua thì comment đi để chắc lại đi mua cùng với anh em cái <laughs> thầy cứ độc thoại của mình ấy. Đọc thoại mình chán lắm buồn lắm không tương tác bằng lời thì comment cũng được chứ đúng không? Comment thì bấm số 1 cái, bấm số hai cái là ok rồi. Bây giờ nha, nào anh em nào muốn bắt giao rơi cái nhảy vào đây, bơi vào đây, bắt giao rơi bơi vào đây, tức là mua ấy. Cái lệnh ng uh, vòng 2 này vẫn để nha, các bạn có thể để limit. nào bây giờ đi tìm kèo giao rơi cái nào có thể mua quanh vùng 68 đấy 65 68 mua chết không khai hai thằng đang mua vàng nhá hai thằng trong đống rơm quên rồi mua ở đây mua ở đây vùng 65 đến 68 nhá quất thì chắc đọc lệnh người nhớ là được có lại bảo là mình nói mỏi mồm không ai nghe đúng không nghe xong là thực chiến nhưng mà cái kiểu là thực chiến thì thường nghe ngồi hóng hôi để đấy thì chán lắm kể cả mọi người có thực hành nhá tức kể cả những anh chị em mà học viên đấy muốn chúng ta thành công được thì biết có SL hoặc khả năng SL rất cao như nữa nhưng đã là phân tích đã là nhận định rồi đã làm một cái plan hoặc đi theo kế hoạch hoặc là đã làm một cái kế hoạch rồi ấy, cứ đi theo nó đã. Hiểu không? Chết cũng được, biết chết cũng theo. Theo thì giả sử có có theo rồi có bị SL nó cắn rồi thì lần sau mới có gan theo tiếp và mới biết được là tại sao bị cắn rồi, tại sao bị lỗi và mới sửa để chúng ta gọt rũa nó từ sai thành đúng được. Chứ còn các bạn cứ làm plan phân tích xong để đấy ấy, nó chẳng có giá trị gì luôn và cũng không có cảm xúc gì luôn thì không bao giờ thành công được dù biết là nó khả năng SL rất cao dù có khả năng là cái kèo này nó bắt giao rơi khi mà diễn biến thị trường bởi vì chúng ta làm plan là làm từ ngày hôm trước đúng không hoặc từ buổi sáng nhưng mà khi sang đến buổi chiều hoặc khi sang phiên Mỹ thì bắt đầu nó thay đổi chiến thuật và mình cảm giác là rất dễ bị SL đi chăng nữa thôi thì min cũng phải vào một cái lệnh nào đó ví dụ như 0.01 thôi chẳng hạn để để đúc rút và để cho chúng ta vào một cái bản tổng kết là a à, cái lệnh này chúng ta bị SL xong bắt đầu mới nhìn lại là tại sao cái lệnh đấy bị SL chẳng hạn thì mới thay đổi được chứ còn bảo thôi lần này lần này thấy nó rủi ro quá làm cái phân tích làm cái plan làm cái kế hoạch rồi nhưng thôi không vào nữa kiểu này thì vào dễ SL lắm vậy là một lần không vào nhưng lần sau thì à, lần này ồ, ừ, đúng rồi không vào máy mình không vào vào có khi bị SL nhưng mà lần sau thì thôi lần này cũng thấy rủi ro lắm cũng không vào nữa không vào thì nó đi đúng hướng hoặc thậm chí là nó đi coi như là gấp bao nhiêu lần cái mục tiêu target mình đưa ra nữa chẳng hạn lại tiếp thế thì mãi mãi là chúng ta là những người mà chỉ có người ngồi cưỡi ngựa xem hoa và chả có thực hành chẳng làm gì được cả đâu cho nên là chết cũng phải lao ra trận nhá <laughs> cái nghề này ấy, để mà nói là lý thuyết suông chả giải quyết vấn đề gì cả cứ về thực chiến thì các bạn mới 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 trưởng thành được nói thế cho nhanh có những người học rất nhiều phương pháp rất nhiều kiến thức nhưng không thực chiến nhiều ấy các bạn vẫn chỉ là cái kiến thức gọi là trong đầu hoặc là chơi đinh mõm để kiến thức trên giấy để đấy thôi ông kiến thức rất nhiều nhưng đến lúc vào thực chiến thì tim vẫn run tay vẫn sợ tâm lý vẫn như nhau âm dương vẫn không kiểm soát được bởi vì có được có được thực chiến có được cọ sát với thực tế nhiều đâu mà đúng không học rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn sợ cái chữ sợ nó to tổ bố là nó hiện trước chán ấy. lúc nào cũng thế cứ phải đánh nhiều nó bầm dập đi nó te tua đi rồi mới khôn ra được mới, 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 đứng vững lên được giống như ở một cái cây một cái cây muốn thành cổ thụ thì phải trải qua bao nhiêu trận mưa bão cảm giác như muốn gãy cây rồi nó bật dễ luôn đấy không phù hợp với những người thích nằm trong vòng an toàn cái nghề này này tức là người nào mà cái tâm lý lúc nào chỉ muốn ở nằm ở trong một cái vòng an toàn thôi ấy, thì rất khó để phù hợp và rất khó để có thể bứt phá được hoặc thành công ngon lành được với cái nghề này nhưng mà nó lại rất phù hợp với những anh chị em nào ưa mạo hiểm thích khám phá và gọi là thích khám phá ngay cái tư duy của bản thân nhưng mà nó rủi ro ở cái chỗ là những người đấy thì khả năng rất cao là sẽ ăn vả rất nhiều với thị trường. <laughs> vừa bảo mua ở vùng 65 đến 68 nó lò dò cái đường ben này cái vùng 70 các bạn nhìn thấy có một cái đáy ở 70 không cái đáy ở đây này 69 cái đáy này là cái lúc mà đi chắc lãi không ra đây này có thể cái đấy này là một cái điểm hỗ trợ nhé thì hỗ trợ để chúng ta mua lại mua lên nó mua test lên đường ven giữa cũng mấy chục pip đấy không hề ít đâu Uồi, gần trăm pip đấy thế thì có thể chia vốn mức ở đây nhá cây này nó chưa đóng cửa nếu mà nó đóng cửa màu xanh hay chăng nữa thì vẫn canh quay trở lại ít nhất là có thể entry -từ, từ vùng 70 lẻ ít được là bây giờ thì chắc làm quả kéo mua đi wow. sai là có ít lờ lo này bay 24 71 ấy xuống lên 24 68 là 30 pip đúng không? 68. Ok. Nếu như thế này thì SL 2465 TP 2480 vào wow, gần trăm pip đấy. Một TP thôi, không có hai TP là làm gì? ra lúc nãy để cho mọi người nếu như mà đúng là theo cái này mà đi chắc bản thân đi chắc để ở bao nhiêu nhỉ để ở 79 là đi chắc chạy đúng không còn nếu anh em mà để đúng theo cái này thì là tp76 Đấy, để lên đây nhá 76 thì thừa tp rồi còn gì nữa rồi <cười> <cười> kéo bài đấy bây giờ 9 giờ 44 rồi chúng ta còn 15 phút nữa đóng kênh đến H1 mà cứ bình tĩnh nhanh nhỉ ngồi uh, chém gió với cả nhà một lúc mà loanh quanh đã 10 giờ đến đến nơi rồi lại chuẩn bị trà trưa rồi chào mua nhá lên trên kia lại bán xuống đó. và cái kèo bán này nếu như đúng theo một cái cấu trúc thanh khoản á sau đó quay lại thì có khi lại là một kèo rất thơm luôn cho cả nhà đó SL tuyệt đối thì để mà an toàn thì mọi người để SL 90 24 90 đi muốn ăn kèo thơm muốn ăn kèo lớn và SL ngắn quá là mời cậu xơi nó xong hoặc nó đẩy đẩy một tí xong nó đi là các bạn sẽ nhịn không ăn được đâu <laughs> múc nha xuống đây múc nha chưa dám mua <laughs> chưa dám mua cứ bình thế từ từ xuống đây 71 cho vào sớm ờ, từ 71 luôn 71x cũng được Nói chung là chia vô vào bằng tay đi bởi vì, vì cái biên độ nó mua tận về 68 mà L65 đừng có L xa quá là được cả thiên hạ vẫn đang múc vàng yên tâm đi cái kèo này ấy khả năng là nó retest thì nó lấy cái điểm vùng trung